Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi ngày thứ năm, 23 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm Quý Mão, ngày hôm nay là ngày nhâm tí, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày hôm nay là ngày Nhâm Tý tức là can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tang đồ mộc kỷ tuổi Bính Ngọ Canh Ngọ ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi Canh Ngọ Mậu Thân Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày tí lục hợp với xỉu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hải mùi phá dậu và tuyệt tỵ về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp ngọ canh ngọ bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi kỳ dậu đinh dậu tân mùi tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc, sao tuế hợp tốt mọi việc, sao mẫu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho, sao đại hùng sa tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn 6 mọi việc sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao địa tặc xáo đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ sao băng tiêu ngoại hãm 6 mọi việc và ngày hôm nay là ngày sát chủ 6 mọi việc sao nguyệt hình 6 mọi việc sao tội chỉ 6 đối với tế tự tố tụng sao lộ ban sát kỵ về khởi công động thổ và đặc biệt đó, ngày 23 tháng 2 năm 2023, tức là ngày mùng 4 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự Đèo kỵ, vì vậy không nên thực hiện các công việc trọng đại bất kể là đối với tuổi nào nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 chi tiết cụ thể nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý. Hôm nay người tuổi Tý gặp thương quan chiếu vận nên nhiều bạn trẻ bị nhụt chí, không có tinh thần làm việc hay học tập. Người đi làm lâu thì thấy chán nản, không muốn cố gắng thêm nữa trong công việc ngũ hành hai hành thủy tương hòa, báo hiệu vận tình cảm êm đềm, gia đạo dần ổn định, bớt trục trặc hơn nữa. Gần đây người tuổi Tý thường có những lo lắng bất chợt lóe lên trong tâm trí về chuyện tình cảm của mình, nhưng đừng lo, mọi thứ đang dần ổn định theo quỹ đạo cũ của nó. Dù không giàu có như bạn bè cùng trang lứa nhưng may mắn rằng thu nhập từ công việc chính ổn định nên phần nào vớt vát lại được vận trình cả ngày. Vấn đề tiền bạc cũng không làm bạn cảm thấy lo lắng nhiều như trước nữa. Câu quyết cho các tuổi Tý tử vi tuổi giáp tý kim. Vượt qua nghịch cảnh, bạn sẽ thành công. Tử vi tuổi bính tý thủy. Đời quá ngắn để bạn phí thời gian ghét ai đó. Tử vi tuổi mậu tý hỏa. Bạn có quý nhân soi đường chỉ lối. Tử vi tuổi canh tý thổ. Cuộc đời vẫn còn nhiều khúc mắc. Tử vi tuổi nhâm tý mộc. Bạn không để tâm đến mồm thiên hạ các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 27, số 69. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, vàng nhạt quý nhân phù trợ, thìn, sửu. Tử vi thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi sửu. Người tuổi sửu bước sang ngày thứ năm này, con đường sự nghiệp chịu ảnh hưởng từ chính ấn nên thông minh, đi học hay đi làm đều tiếp thu rất nhanh. Tuy nhiên đa phần tuổi này thích hướng đến sự ổn định, không hám danh lợi hơn là buôn ba vất vả ngoài xã hội, đấu đá vì quyền chức nên công việc chỉ ở mức trung bình tình cảm chịu ảnh hưởng từ ngũ hành thổ khắc thủy nên vướng nhiều khúc mắc Hồ độc thân nhân duyên tốt đến vậy mà không biết cách giữ gìn tình cảm bạn bè cũng nảy sinh bất đồng bản mệnh bị đặt vào tình thế lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu tiền bạc lận đận dù tết đã qua lâu rồi nhưng sử vẫn gặp phải tình trạng rỗng ví vì tiêu pha quá đà bạn tự kiếm tiền một mình không ai cho một xu nên cũng không được dư giả là mấy chủ yếu đến từ nguồn thu nhập của công việc chính nên lúc khó khăn không biết xoay sở ra sao Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu Kim, cố gắng giữ được cái tâm lương thiện. Tử vi tuổi Đinh Sửu Thủy, cuộc đời luôn có những ngày sóng gió. Tử vi tuổi Kỷ Sửu Hỏa, hy vọng bạn luôn tìm thấy bình an trong tâm hồn. Tử vi tuổi Tân Sửu Thổ, đôi khi không ai bên cạnh bạn lúc khó khăn. Tử vi tuổi Quý Sửu Mộc, Người làm sai với ta trong lòng tự thấy thẹn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 56. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, hồng. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi dần. Hôm nay người tuổi dần có thiên tài lâm vận thì dễ bị sa đà vào mấy thú vui bên ngoài mà chảnh mảng trong công việc chính, dễ bị cấp trên khiển trách nên hãy cẩn thận. Hãy tập trung tinh thần vì con đường phía sau bạn phải tự đi một mình nếu không muốn đánh mất tương lai đường tình cảm vì thủy sinh mộc nên tình duyên cũng nở rộ bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương hãy dẫn người ấy về ra mắt cha mẹ ngay thôi nào đừng để vụt mất đối phương dần nhé trai đến tuổi thì lấy vợ gái lớn thì gả chồng không có gì phải đắn đo may mắn hơn nữa là con giáp này được nâng đỡ của các tinh thái dương soi đường chỉ lối tìm ra cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được bạn có khả năng thực hiện những thay đổi vô cùng to lớn cho cuộc sống hiện tại Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi Giáp dần Thủy. Ta tử tế với người trong lòng mãi thấy an yên. Tử vi tuổi Bính dần Hỏa. Ai ghét mình thì cứ bỏ ngoài tai. Tử vi tuổi Mậu dần Thổ. Sức chịu đựng con người luôn có giới hạn nhất định. Tử vi tuổi Canh dần Mộc. Chỉ cần sống tốt trời xanh tự khắc sẽ an bài. Tử vi tuổi Nhâm dần Kim. Tu tâm dưỡng tính, cầu an nhiên. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 5 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 22, số 98. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cắt tường, nâu, vàng chanh. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, hôm nay gặp tương hình lâm vận nên tuổi Mão có một ngày thứ năm chật vật vì công việc. Làm dịch vụ thì gặp khách hàng khó tính, nhầm lẫn trong khâu tính toán gây ra bực tức. Tính tình của bạn rất dễ nổi nóng, tâm tình thất thường, rất dễ ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Nhờ ngũ hành thủy sinh mộc nên người tuổi mão được lộc trong chuyện tình duyên. Các bạn trẻ tuổi này thường được người khác giới để ý vì tài ăn nói nhanh nhẹn, hóm hình. Ngoài ra tuổi mão còn được lòng của mọi người trong mối quan hệ bạn bè vì sống biết điều. Mặt tài lộc có tin vui nhờ chính tài độ mệnh, buôn may bán đắt được khách hàng tin tưởng, thu về được một khoản nhất định, người khác nhìn vào cũng phải nóng mắt. Công việc chính về mặt lương thường vẫn thuận lợi, thu nhập ổn định. Cầu quyết cho các tuổi Mão Tử vi tuổi Ất Mão Thủy Ăn ở hiền lành nhưng toàn bị kẻ xấu dòm ngó Tử vi tuổi Đinh Mão Hỏa Bạn đừng phí thời gian hơn thua với người khác Tử vi tuổi kỷ Mão Thổ Hôm nay nên bao dung đường chấp chặt ích kỷ Tử vi tuổi Tân Mão Mộc Tâm người ra sao bạn chẳng thể biết được đâu Tử vi tuổi Quý Mão Kim thấy thị phi thì kệ đi, đừng bận tâm, đừng so sánh. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 95. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, cam. Quý nhân phù trợ: mùi, tuất. Tử vi thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi Thìn. Vận trình nhờ có ngũ hành tam hợp, thân tí thì nâng đỡ, nên công việc bớt được phần nào khó khăn. Tuổi Thìn nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Bạn đúng là có quý nhân bên cạnh đó, làm gì cũng có người giúp nhiệt tình. Nhưng vì thổ khắc thủy nên chuyện tình cảm không mấy vui vẻ, gia đình có dấu hiệu rạn dạ nứt. Tính cách bảo thủ, cố chấp chỉ làm cả hai mệt mỏi thêm mà thôi. Khi yêu thì nên xuống nước nhường nhịn nhau một chút, không phải cứ hơn thua là tốt đâu. Lại thêm trong ngày có thiên ấn chiếu vận, nên tuổi này kiếm tiền không thua kém con giáp khác, đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, lúc nào cũng tìm đường kiếm tiền nên không lo rỗng ví. Tuy nhiên trong làm ăn đừng vì nể mặt một ai đó mà không tính toán kỹ khi hợp tác, người thiệt thòi chính là bạn đó. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn hỏa Cứ sống tốt lương thiện thì họa cũng hóa lành. Tử vi tuổi bính thìn thổ Bạn cứ dạy con theo cách của mình, đừng nghe người lạ. Tử vi tuổi mậu thìn mộc Bạn sống bằng tâm mọi điều sẽ tốt lành. Tử vi tuổi canh thiền kim. Bình an là thứ chẳng thể cầu mà có. Tử vi tuổi nhâm thìn thủy. Có người đến vì lợi dụng bạn, mang đến cho bạn sự thiệt thòi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao con số may mắn. Số 26, số 66. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc thắt tường, hồng, xanh dương. Quý nhân phù trợ, tí, thân. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi tỵ Về mặt công việc, trong ngày gặp phải thiên quan chiếu mệnh, nên người tuổi tỵ đi làm hay vướng phải tranh chấp, đồng nghiệp hơn thua với bạn từng chút một. Người làm quan dễ bị kẻ xấu đạp đổ công sức nên hãy cẩn thận với tất cả đối tác mà bạn đang làm việc cùng. Tình duyên đã lận đận, nay còn lận đận thêm vì ngũ hành thủy khắc hỏa. Ngày này không khuyến khích bạn hẹn hò hay tỏ tình với một ai đó. Người đang yêu nếu muốn tiến đến hôn hân hoặc đi thêm bước nữa thì nên từ từ tìm hiểu người ta xe ra cảnh ra sao, họ sống có đức hay không đã nhé. Chuyện tiền bạc không như ý làm bạn đau đầu, Đừng bao giờ nghĩ đến điều tiêu cực, mọi chuyện nợ nần đều có cách giải quyết để ổn thỏa. Hôm nay sẽ có người trả nợ tiền bạn. Hãy tự nhủ rằng, cuộc sống không bao giờ suy sụp mãi được, ngày mai sẽ là ngày khá hơn. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ hỏa. Ở sao cho vừa lòng người, đừng vì người khác mà sống. Tử vi tuổi đinh tỵ thổ. Hãy đối xử với người thân tốt một chút. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ Mộc. Đừng bao giờ đặt kỳ vọng vào ai khác ngoài chính mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ Kim. Đôi khi điều bạn cần chính là sống chậm lại. Tử vi tuổi Quý Tỵ Thủy. Bạn sống sao lòng mình nhẹ nhàng là được. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn số 21, số 82. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023, của tuổi Ngọ. Bước sang ngày thứ năm này, người tuổi ngọ được chính quan dẫn đường chỉ lối, nên việc thi cử, ứng cử, xin việc đều thuận lợi. Người này luôn trong tâm thế làm việc nghiêm túc, làm là làm còn chơi là chơi nên ai cũng phải nể. Không ai dám bắt bẻ hay ức hiếp bạn trong hôm nay. Tuy nhiên vận Lâm Tương Sung nên tinh thần không ổn định, tính tình nóng nảy lại hay nói nhiều nên dễ cãi cọ với người nhà. Yêu đương không biết cách kìm hãm cảm xúc khiến người ấy phật ý, đôi bên không cùng quan điểm dễ mà xảy ra chiến tranh lạnh. Thủy khắc hỏa gây ra một vài rắc rối không hay về tiền bạc khiến con giáp này lâm vào bế tắc giữa tuần. Lúc này bạn cần tỉnh táo, suy nghĩ thận trọng để giải quyết mọi việc cho chu toàn. Đừng giận quá mất khôn mất cả tiền. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ kim. Nghĩa khác đi để hạnh phúc hơn. Tử vi tuổi bính ngọ thủy. Bạn sống không thẹn với lương tâm là được tử vi tuổi mậu ngọ hỏa sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc tử vi tuổi canh ngọ thổ đừng nổi giận vì những kẻ không đáng tử vi tuổi nhâm ngọ mộc cơ thể khỏe mạnh không ốm đau là phước lớn các chỉ số trong ngày sự nghiệp đánh giá đạt 5 sao tài lộc đánh giá đạt 3 sao sức khỏe đánh giá đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 63. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, thuất, dần. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi mùi. Mặt công việc, gặp chính ấn suy vận nên tuổi mùi sẽ bị xâm phạm đến quyền lợi, chức vụ của bản thân trong công việc ngày thứ năm này. Bạn thích sống ẩn giật, không hơn thua với đời nhưng đời cứ ép bạn đến đường cùng. Công việc muốn được yên ổn một ngày thôi cũng khó. Vận lâm tương hại nên hôm nay nhiều bạn tuổi này sẽ phải chia tay bạn bè hoặc người thân do người ta đi làm ăn xa hoặc chuyển nơi ở. Bạn cũng dễ va vào thị phi của mấy người xung quanh do ghen ăn tức ở, thấy bạn hơn thì người ta nóng máu. Cục diện thổ khắc thủy, cảnh báo tuổi mùi đừng nhẹ dạ cả tin mà mua hàng trực tuyến hoặc cho người khác vay tiền. Nguy cơ bị hao tài trong hôm nay rất cao, tiền đã khó kiếm nay lại còn tiêu pha sai đường thì không ai cứu được. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi kim Cố gắng nhiều rồi nhưng chưa thể an yên. Tử vi tuổi đinh mùi thủy Bạn muốn được quay lại ngày còn thơ bé. Tử vi tuổi kỷ mùi hỏa, bạn đang cố gắng trèo lái mọi thứ đi đúng hướng. Tử vi tuổi tân mùi thổ Thật khó để quên đi những gì không may mắn. Tử vi tuổi quý mùi mộc Chỉ mong có đủ sức khỏe để sống bình an. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 82. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Trong vận trình ngày thứ 5 này, may mắn là gặp được tam hợp thân tý thìn trợ mệnh nên tuổi thân thông minh làm việc nhanh nhẹn được lòng mọi người xung quanh con giáp này đi làm hay nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên mọi khó khăn và khúc mắc nhanh chóng được giải quyết cục diện kim sinh thủy giúp đường tình cảm êm đềm gia đạo hạnh phúc không có xích mích giữa anh chị em trong nhà con giáp này sống khéo léo hòa đồng với mọi người nên chuyện tình cảm nhờ vậy cũng thuận lợi hơn tuy nhiên về mặt tiền bạc phải cẩn thận có tranh chấp do tỷ kiên chiếu mệnh. Người làm lãnh đạo hay bị cấp dưới nói xấu, đặt điều, ngăn cản bạn thu hút thêm nhân tài vào công ty. Làm ăn thì hay bị cạnh tranh, đối thủ xấu tính thích ngáng đường bạn. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thủy. Cuộc sống cứ vất vả mãi không thấy yên ổn. Tử vi tuổi bính thân hỏa. Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thổ. Bạn lạc quan, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Tử vi tuổi Canh Thân mộc. Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu. Tử vi tuổi Nhâm Thân kim. Khi nóng giận xin đừng nói gì cả. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 29, số 77. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, nâu đậm. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tí. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày dự báo, hôm nay tuổi dậu gặp cục diện tương phá, nên đi làm dễ bị kẻ xấu ném đá giấu tay, phá hoại. Người kinh doanh ăn nên làm ra bao nhiêu thì bị tiểu nhân giòm ngó bấy nhiêu hòng đạp đổ bát cơm của bạn. Ở đời chỉ nên tin vào bản thân mình, đừng tin ai cả. Tiếp tài chiếu mệnh nên anh chị em trong nhà có chút xích mích nhưng rồi sẽ được giải quyết sớm. Bản mệnh nên lưu ý tới các mối quan hệ xã giao, không nên chủ quan khinh địch, dù ngoại giao giỏi đến mấy cũng nên học cách khiêm nhường vận tài lộc nhờ thủy sinh kim nên tiền vào khá nhanh đặc biệt là người buôn bán kinh doanh làm tài chính sẽ có những cơ hội làm ăn thuận lợi tiền bạc đổ về không thiếu thoải mái để chi tiêu nhưng đừng chi tiền cho những thứ không đâu nhé câu quyết cho các tuổi dậu tử vi tuổi ất dậu thủy nhân quả luôn công bằng đừng nóng vội tử vi tuổi đinh dậu hỏa bạn chịu khổ một chút chỉ vì người thân Tử vi tuổi kỷ dậu thổ. Người nào cần lấn lướt mình thì cứ mặc cho họ lấn lướt. Tử vi tuổi tân dậu mộc. Hãy tìm niềm vui từ những điều đơn giản. Tử vi tuổi quý dậu kim. Tâm thiện lành, đời tự khắc an vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 12, số 61. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, xám. Quý nhân phù trợ, tị, thìn. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi tuất. Bước sang ngày thứ năm này, người tuổi tuất gặp thiên ấn lâm vận, nên những người làm nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật sẽ gặp thuận lợi. Bạn có tài nhưng làm việc dễ bị cô độc, đơn lẻ một mình, không có ai chống lưng. Làm gì cũng tự thân vận động, cố gắng từng chút một. Ngũ hành thổ khắc thủy, nên tuổi này khó mà có tin vui trong chuyện yêu đương. Người độc thân rụt rè, không dám tán tỉnh người mình thích. Bạn hài lòng với cuộc sống mà mình đang có chẳng có bất cứ sự bất mãn hay chán nản nào nên hôn nhân ở mức trung bình. Đường tài lầu kém may mắn, tuổi này vốn tính thật thà, chăm chỉ và là người có trách nhiệm cao trong công việc nên thần tài không phụ lòng họ, nhưng lại hay bị lừa gạt, bị lừa trên mặt mà không hay biết. Chỉ cần tuổi này biết sống vì mình một chút thì có lẽ tiền bạc sau này sẽ khá hơn hôm nay. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất hỏa. Bạn chỉ cần hạnh phúc, bình an bên người thân. Tử vi tuổi bính tuất thổ. Tuổi này không mưu cầu danh lợi, quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi mậu tuất mộc. Thiết gì thì làm nấy thôi, đâu ai sống được hai lần. Tử vi tuổi canh tuất kim. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất thủy. Tâm thiện thì gương mặt dịu hiền, nhân ái. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 27, số 69. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, tím. Quý nhân phù trợ: ngọ, dần. Tử vi thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi cho thấy, công việc của người tuổi hợi hôm nay suôn sẻ hơn những ngày trước nhờ có tam hội phù trợ. Bạn được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Quan hệ với đồng nghiệp, với người làm chung vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Trong ngày có hai hành thủy tương hòa, nên người tuổi hợi độc thân trong những ngày tới đây dễ được người khác giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình. Bạn còn là người sống biết điều nên nhờ đó mà các mối quan hệ được ổn định, gia đình hòa thuận. Thực thần độ mệnh cho tuổi hợi ăn nên làm ra, có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước, có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ liên quan đến tiền bạc có lợi cho bạn, có lộc từ khách hàng đưa tới. Câu quyết cho các tuổi hợi, tử vi tuổi ất hợi hỏa. Người tốt giải bạn biết chia sẻ, biết giúp đỡ lẫn nhau. Tử vi tuổi đinh hợi thổ. Bạn luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ đau khổ. Tử vi tuổi kỷ hợi mộc. Sống là đâu chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Tử vi tuổi tân hợi kim. Bạn luôn cố gắng bình tâm và sống đơn giản nhất. Tử vi tuổi quý hợi thủy. Những lo lắng cứ xuất hiện trong đầu bạn hàng đêm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 26, số 65. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh lam. Quý nhân phù trợ. Mùi dần. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ Vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.